Nhưng đến nay bà đã mất rồi, cậu là chỗ dựa duy nhất của con bé. Tuy nhiên cậu lại là một thằng chồng sợ vợ, nên nhất thời không biết xử lý Tiểu Văn thế nào. Cô làm ơn đối xử tốt với con bé một chút được không? Anh thích thì nuôi nó luôn đi. Cút, đừng làm bẩn nhà của tôi. Nghe đến đây, Tam Ca không lập tức mất bình tĩnh. Anh bắt đầu cãi nhau với mợ Tiểu Văn. Sau khi bình tĩnh lại, người cậu nhờ anh hãy chăm sóc Tiểu Văn một thời gian nữa. Bản thân sẽ chu cấp tiền nuôi dưỡng. Cậu cũng cho Tiểu Văn hai sự lựa chọn. Một là ở đây, hai là đi theo nhóm Tam Ca. Thấy vậy Tiểu Văn liền lao ra nắm chặt lấy tay Tam Ca. Tuy cô bé không nói một câu nào, nhưng đây chính là câu trả lời. Cuối cùng Tam Ca một đồng cũng không lấy, mà đưa Tiểu Văn đi luôn. Đời này ông đây ghét nhất là loại người như vậy. Khi họ về đến nhà tang lễ, thì bố Tam Ca đã chờ sẵn rồi. Vì Tiểu Văn đại náo nhà tang lễ, cộng thêm Tam Ca không chịu lấy vợ, mà lại rước theo một cục nợ bên mình, nên ông cụ vô cùng thất vọng về thằng con. Khi ông ấy chuẩn bị giơ gậy đánh Tam Ca, ai ngờ Tiểu Văn bỗng lao ra chặn trước mặt anh. Tuy không tiếp tục ra tay nữa, nhưng ông cụ đã cho anh lời khuyên cuối cùng. 30 ngày phải kiếm được 30 vạn, nếu không thì cút cho khuất mắt tao. Trước kia Tam Ca quả thực không bận tâm nhà tang lễ này, nhưng bây giờ có Tiểu Văn rồi, anh buộc phải cho cô bé một cuộc sống ổn định. Tuy nhiên kiếm kiểu gì được 30 vạn trong 30 ngày chứ? Anh không biết làm kiểu gì để kiếm được số tiền nhiều như vậy. Ai ngờ hôm sau, Tiểu Văn đã giúp anh giải quyết vấn đề nan giải này. Tiểu Văn đã đến tìm bạn nhảy thân nhất của bà ngoại. Ông lão vẫn luôn muốn tổ chức cho mình một tang lễ long trọng, tốt nhất là cái kiểu của hoàng đế cổ đại ấy. Thế là đã phối hợp với Tiểu Văn để nhờ Tam Ca giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Vừa nghe thấy ông lão muốn tổ chức tang lễ cho chính mình, Tam Ca lập tức khẳng định đối phương đang bỡn cợt. Anh làm nghề này lâu như vậy rồi, quả thực chưa thấy ai tổ chức tang lễ cho người sống cả. Tam Ca vốn muốn phớt lờ lão già khùng điên này, nhưng ông ta vừa hét giá liền khiến anh khựng lại. Tôi trả 30 vạn. Chốt kèo. Chẳng mấy chốc đám tang ngớ ngẩn đã bắt đầu. Tất cả đều làm đúng như yêu cầu ông lão, mô phỏng tang lễ của hoàng đế cổ đại. Bệ hạ, băng hà rồi. Ai ngờ tang lễ vừa bắt đầu thì con cháu ông lão đã đến làm ầm lên. Bọn họ bất chấp đúng sai, ma tẩn cho nhóm Tam Ca một trận như tử, thậm chí còn làm ầm sang tận đồn công an. Gia đình ông lão tố cáo họ làm ăn thất đức, chỉ vì tiền mà tổ chức cả đám tang cho người sống. May mà có ông lão đứng ra bảo lãnh, họ mới thoát được kiếp nạn này. Thì ra nguyên do ông lão nảy ra một ý nghĩ điên rồ như vậy, bởi lẽ gia đình ông đã được đền bù một số tiền từ vài năm trước. Thế là các con ông ấy tranh nhau sứt đầu mẹ chán, do đó ông ấy mới muốn viện cớ tiêu sạch số tiền đó đi. Vừa hay Tiểu Văn kịp thời đến tìm ông ấy, con bé muốn ông ấy hãy giúp mình đi rút số tiền mà bà ngoại để lại. Nhưng ông lão biết rõ số tiền đó cũng chẳng đáng bao nhiêu. Sau khi ông lão biết Tiểu Văn sẽ sống cùng Tam Ca, nên ông ấy cũng muốn giúp đỡ anh, hy vọng anh sẽ đối xử tốt với Tiểu Văn. Tấm lòng của Tiểu Văn khiến Tam Ca vô cùng cảm động, nhưng con bé lại rất dằn vặt. Tiểu Văn nghĩ tất cả là họa do mình gây ra. Tam Ca lập tức an ủi ngay, đó không phải lỗi của cháu, tất cả là do chú bất tài. Đồng hồ của Tiểu Văn đã bị hỏng do vụ ẩu đã hôm nay. Đoạn ghi âm lời nói của bà ngoại trong đó chính là thứ quý giá nhất của con bé. Hy vọng Tam Ca có thể sửa nó giúp mình. Tam Ca lập tức đồng ý ngay. Đã vậy còn ân cần vẽ cho con bé một cái đồng hồ để con bé dùng tạm. Do đồng hồ của Tiểu Văn hỏng quá nặng nên tiệm bình thường không thể sửa được. Nhưng hiện nay vẫn còn vấn đề hóc búa hơn nữa cơ. Tiểu Văn đã đến tuổi đi học nhưng hộ khẩu vẫn ở chỗ người cậu. Thế là Tam Ca đưa ra một quyết định trọng đại. Anh phải nhận nuôi Tiểu Văn. Nhưng vì Tam Ca vẫn chưa kết hôn, cộng thêm khoảng cách tuổi giữa anh và Tiểu Văn chưa vượt quá 40 tuổi, nên không đủ điều kiện nuôi dưỡng con bé. Để trở thành người giám hộ của con bé, Tam Ca đã nhắm đến đồng nghiệp của mình. Ai ngờ cô ta và Bàng Tử đã là một đôi từ lâu rồi, đã vậy còn mới đi đăng ký kết hôn nữa chứ. Do đó anh đã lấy danh nghĩa của họ nhận nuôi Tiểu Văn, nhưng người chăm sóc con bé vẫn sẽ là anh. Sau khi có giấy chứng nhận nuôi, Tiểu Văn có thể đi học rồi. Nhưng ngày đầu tiên đi học Tiểu Văn lại bám chặt vào cột, không chịu vào lớp học. Thôi dẹp đi, không học thì thôi, về nhà đánh mặt trực đi. Vừa nghe về nhà đánh mặt trực, Tiểu Văn lập tức lơ là cảnh giác. Còn Tam Ca thì thừa cơ vác con bé vào lớp học. Hôm nay bạn gái cũ Tam Ca đột ngột tất tìm, chồng cô ta đã bị tai nạn nghiêm trọng, không những mất mạng mà thi thể còn chẳng được lành lặn. Nhưng anh ta lái xe trong tình trạng say rượu nên phải tự chịu trách nhiệm. Bạn gái cũ đã lấy hết tiền đem đi bồi thường rồi, chỉ mong chồng được an nghỉ một cách thanh thản. Nhưng nhà tang lễ khác lấy phí quá đắt nên cô ta buộc phải đến nhờ vả Tam Ca. Nhưng Tam Ca vẫn ghim chuyện cô ta đã cắm sừng mình. Em thay mặt lão Lưu chân thành xin lỗi anh. Tam Ca à, xin lỗi anh. Trước lời xin lỗi chân thành của bạn gái cũ, Tam Ca đã mềm lòng ngay. Nhưng việc này Tam Ca vẫn không chắc chắn được, vì phải có sự hỗ trợ của bố mới được. Nhưng hai cha con vừa mới mâu thuẫn nên Tam Ca không có mặt mũi đến nhờ vả. Tuy nhiên Tiểu Văn hoàn toàn không sợ hãi, do đó con bé đã kéo Tam Ca đến tìm ông cụ đang khiêu vũ. Ông cụ đồng ý giúp đỡ với điều kiện là chỉ cần con gọi ta một tiếng ông nội. Ông nội, gọi to hơn nữa. Ông nội ơi, cháu gái tìm tôi có việc, các ông bà cứ nhảy đi nhá. Trước cầu nối là Tiểu Văn, hai cha con đã bình tĩnh ngồi nói chuyện. Nhưng khi cả hai tận mắt nhìn thấy thi thể thì không thể nhịn được mà nôn mửa. Chỉ mình ông cụ là bình tĩnh thôi. Dưới sự chỉ đạo tận tình của ông cụ thì trong vòng hơn chục tiếng đồng hồ, Tam Ca đã hồi phục hoàn chỉnh di hài. Cuối cùng người thân có thể nhìn anh ta lần cuối rồi. Lúc này Tam Ca cũng hiểu ra ý nghĩa thực sự của nghề này. Ai ngờ đột nhiên ông cụ lại ngất lịm đi. Vì tuổi cao sức yếu nên cơ thể thoái hóa quá nghiêm trọng, trải qua thời gian dài dồn hết tâm trí khiến ông ấy không thể chịu nổi nữa. Đúng lúc này lớp mẫu giáo đã gọi đến bảo rằng Tiểu Văn đã gây ra họa lớn. Ông cụ lập tức bảo con trai hãy đến đó ngay, không cần lo cho mình. Thấy dáng vẻ sốt ruột hấp tấp của Tam Ca, ông cụ vô cùng tự hào.
cuối cùng đã có chuyện khiến con trai lưu tâm rồi. Hôm nay là buổi họp phụ huynh hàng tháng của nhà trẻ. Mỗi đứa trẻ đều phải biểu diễn một tiết mục. Những đứa trẻ khác đều múa hát nhảy, nhưng riêng Tiểu Văn lại cua khét lẹt, quỳ xuống. Hiếu tử đạo oản, Tây phương tiếp dẫn, mẹ ra đi thanh thản. Màn biểu diễn xuất quỷ nhập thần của Tiểu Văn khiến mọi người được chàng cười không ngớt. Và chính vì chuyện này